Anh Trung, anh đọc lại cái bản này đi. Có vấn đề. Sao đây? Thì nó không thể quá nhiều lắm, thì nó không đập thổi như nào đâu, mày thử ra xem thôi, mày thấy lên kia nào. Anh nhìn đây này, ở đây phải là si thường gọi si thăng, ở đây anh quay số nào ít phải anh tí. Đây phải đánh một cái mặt, phải đánh cái gì đây rồi, nó cắt nhỉ, đây là chơi bài là phải đánh 90 phút, anh chơi 30 giây nó nhỉ. Chú làm gì đây, chú chơi không? Không, anh lạ lắm rồi. Em không dừng, dừng. Em hơi bị chán anh chú. Mày chán thật đấy, mày chán đùa này. Em cực kỳ chán luôn ấy. Ôi, em thất vọng lắm ấy. Đây này, anh nhìn chỗ này này. Đây này. Nó tay vào chân rồi. 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 Là nếu mà con chân nó mà đâu chơi được, ta cần có lý do để mà ta thông cảm cho mấy mày. Nào, xin chúng mình chơi không? Không. Không. Trừ khi anh sửa lại. Thế này mà còn sửa ra đấy, đứa nào thích sửa đây sửa đi, em không là lấy trắng rồi này, viết ra sau đi, viết đi, viết đi. Thế nào đây, có tập nữa không? Tập đi, đứng tập đi. Cái đoạn này ấy, sẽ phải để cho piano. Còn cái đoạn này thì nên để cho guitar. Này, để cho lâm, cái gì mày nói nhỉ? Thế này thật hợp ý không? Thế này thật hợp ý không? Đoạn này phải làm dài ra. Dài ra thì chú muốn dài thế nào? Dài thế này muốn thế này à? Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.